Cách đây khoảng 2.500 năm, ở trong cung điện của thành Dương Xá, thủ đô Mắc Kiệt Đạo Quốc của Ấn Độ, Thái tử A Xà Thế vì nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa nên đã nhốt vua cha vào ngục để xoán ngôi và cấm cả hoàng hậu không cho đem thức ăn giam giữ trong phòng. Nhưng hoàng hậu nhờ nghe được tiếng pháp của Phật, nội tâm đã được giải cứu. Các cung nữ cũng đều một lòng chắp tay niệm Phật. Lúc này vua A Xà Thế mới hiểu rằng dù có hành hạ mẹ mình đi nữa cũng là điều vô ích thôi. Câu chuyện Phật điển vua A Xà Thế. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa đã có được không ít đệ tử nên hắn dương dương tự đắc. Hắn đã đến Tịnh Xá Trúc Lâm, nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa tới rồi. Ta biết rồi. Ta biết là hắn đang muốn khoe khoang sức mạnh với ta. Này Thế Tôn à, lâu lắm không gặp ngài. Mấy lần đi khất thực trên đường tôi có nhìn thấy ngài, nhưng mà ngài thì cứ lẩn tránh. Xin hỏi đó là lý do gì? Chẳng lẽ là ngài sợ ta đến vậy hay sao? Đương nhiên là không phải ta sợ rồi. Ta chỉ muốn tránh luận bàn vô ích mà thôi. Luận bàn vô ích à? Các ông được sự cúng dường trọng hậu của vua A Xà Thế nên trong lòng ngạo mạn, đã mất đi tâm thanh tịnh cầu đạo. Với loại người ngu ngốc này, dù có nói chuyện thì cũng vô dụng thôi. Thật là tức cười à. Được người đời cúng dường để duy trì mạng sống, có sức lực thì có gì mà không đúng chứ. Có sức lực rồi mới tu hành được tiến triển. Nếu không có sức khỏe thì làm sao ta giúp dân chúng, làm sao phát triển được giáo pháp? Thế Tôn à, giáo pháp cao quý của ngài sẽ bị thu hẹp và chấm dứt tại đây. Thế Tôn à, nay ngài đã già rồi, ta thấy ngài nên chọn một nơi nào tịch mịch để mà đi dưỡng già là vừa rồi. Hả? Ta thấy là chẳng có bao lâu nữa đâu, chính ta sẽ thay ngài mà thuyết pháp truyền đạo. Hả? Hả? Hắn làm sao có thể thay thế Thế Tôn được chứ? Này Đề Bà Đạt Đa, hiện giờ ngài Dư Xá Lệ Phất và Bục Kiền Liên còn không thể thay thế ta được, không biết chừng nào mới đến lượt ông đây. Ông kiêu ngạo ức hiếp người khác, ta ngay cả một đệ tử cũng không yên tâm để giao phó cho ông. Hãy mau đi đi. Đề Bà Đạt Đa bị Thế Tôn quở trách, từ đó trong lòng ôm hận. Cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm làm một việc đáng sợ. Ta phải giết chết Thế Tôn. Quốc Vương à, xin ngài hãy cho ta mượn những binh sĩ có bản lĩnh nhất. Quốc Vương đã nghe ta nhốt vua cha lại để chiếm đoạt vương vị, cho nên xin ngài đừng có quên chuyện này nữa. Ta đương nhiên nhớ rồi, ngươi hãy làm theo ý của mình đi. Ngươi đi trước, lập công lớn rồi quay về đây. Dạ. Nếu hắn có về thì giết hắn. Dạ. Lại đây. Nếu bọn chúng trở về thì lập tức giết chết ngay. Dạ. Nếu như mà bọn chúng trở về, ta sẽ kêu quốc vương giết sạch hết bọn họ. Như vậy sẽ không còn ai biết được chuyện này.
Anh bạn, ta đang đợi anh đến đó. Xin hãy tha lỗi cho con. Lúc nãy con không biết ngài, con thật có lỗi. Xin hãy tha lỗi cho con. Xin hãy tha lỗi cho con. Tha lỗi cho con không biết. Hả? Anh thật sự có lỗi, nhưng mà biết hối lỗi là tốt lắm rồi. Ta sẽ cứu tương lai cho anh. Ta đợi các anh ở đây đã lâu lắm rồi. Những anh bạn đang đứng ở kia, hãy ra đây hết đi. Đừng sợ gì cả. Khi nghe tiếng nói từ bi của Đức Phật, binh lính ai nấy đều sám hối xin tội và trở thành những đệ tử trung thành nhất của ngài. Lúc này trong cung điện của hoàng hậu, đứa con của Asatthế mới sinh vì vết thương giấy mũ sưng đau khóc lóc không ngừng. Vua Asatthế đã bọc con, dùng chính miệng mình hút mũ từ đầu ngón tay của con mình ra. Bây giờ hoàng hậu với Đệ Hy vẫn thường theo dõi, nhìn thấy tình cảnh này. Mình đã nghĩ ra rồi. Mẹ, thì ra mẹ đã ở đó hả? Mẹ nhớ ra rồi. Mẹ nhớ chuyện gì? Lúc con bằng dần tuổi này, do ngón tay giấy mũ sưng lên bị đau, con đã khóc lóc không ngừng. Và cha của con cũng giống như con lúc này vậy. Người đã ẵm con lên và dùng chính miệng của mình để hút mũ ra. Chỉ có một điều khác với con bây giờ là cha con biết nếu con thấy máu sẽ sợ, cho nên đã không nhổ máu và mũ ra mà nuốt luôn vào trong bụng. Hả? Cái gì? Nếu bây giờ con thương yêu con của con như vậy, mẹ tin chắc rằng con bây giờ đã hiểu được tâm tình của cha con rồi. Cha con thương yêu con như vậy, đã nuôi nấng và dạy dỗ con tới khôn lớn. Phụ vương, phụ vương. Phụ vương. Người đâu? Người đâu? Hãy mau thả cha ta ra. Bất kỳ ai cứu được phụ vương của ta, ta sẽ cho người đó một nửa lãnh thổ. Đi mau lên, nhanh lên đi. Hả? Nhưng khi quân lính đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy xác nhà vua nằm im bất động. Quá trễ rồi, mình phải nhân lúc vua cha còn sống mà phải thả ra mới được chứ. Cha của con đã nghe được lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, có lẽ người đã được sanh về Tây Phương. Thưa quốc vương à, hãy mau ra ngoài đi. Quốc vương hà tất phải đau lòng làm gì? Nếu phụ vương ngài còn sống á, thì ông ta sẽ trở thành nỗi lo về ngôi vị của ngài. Chỉ có làm như vậy thì ngôi vua của ngài mới được vững chắc. Ngược lại, chuyện mà tôi lo lắng còn chưa giải quyết được. Các binh lính chúng ta phái đi thì đã thất bại cả rồi. Lần này á, phải cho tôi mượn các binh sĩ tài giỏi hơn nữa. Ngài có nghe thấy gì không hả quốc vương? Ngươi hãy mau cút ra. Cái gì? Tất cả đều do ngươi, mà ta đã làm một việc đại tội, không thể tha thứ được. Tất cả đều là tội lỗi của ngươi. Ta không muốn gặp mặt ngươi nữa. Quốc vương lại nói vậy với tôi sao? Hả? Quốc vương đã quên ơn tôi đối với ngài rồi à? Câm miệng đi. Ngươi hãy nghe đây. Từ nay trở đi, ta sẽ chấm dứt việc cúng dường và không cho ngươi bước vào cung điện nữa. Ngài không thể thiếu tôi được đâu.
Im miệng, bây giờ hãy đi ngay, cút ngay. Được, ta không cần sự giúp sức của ngài nữa, ta sẽ tự mình hoàn thành mọi việc. Và thế là Đề Bà Đạt Đa dẫn các đệ tử rời khỏi thành Dương Xá. Mặt khác, Vua A Xà Thế bị lương tâm dày dò. Kể từ ngày đó trở đi, khắp thân hình của ngài nổi lên các bú ác tính, chảy ra máu và có mùi hôi tanh. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám đến gần cả. Chỉ có mẹ Quốc Dương ở bên cạnh chăm sóc. Các đại thần bất đắc dĩ đứng cách xa A Xà Thế mà động viên đức vua. Tào Quốc Dương, ngài cảm thấy như thế nào rồi? Ta sắp chết rồi. Đây là báo ứng mà. Ta sẽ xuống địa ngục. Cho dù đại phu có giỏi cách mấy cũng không thể trị được bệnh cho ta đâu. Ta sắp chết rồi. Tào Quốc Dương, sao ngài lại nói như vậy chứ? Tại sao ngài lại dốc đến cái chết như vậy? Địa ngục chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi. Thật ra không có một ai chính mắt thấy hết. Khanh nói cũng phải mà. Tào Quốc Dương, thật biết có một vị tu hành có sức thần thông, thần muốn mời vị ấy đến xem mạch cho ngài, ngài thấy như thế nào? À, chúng ta đều biết rằng á, Quốc Dương là người có quyền hành á, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết cha cũng không có tội. Đây là quyền mà từ xưa đến nay các quốc vương đều có mà. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường, thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp chăng? Địa trong địa ngục có nghĩa là sanh mạng, ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như hợp lại, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài. Quốc vương nên cảm thấy an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu sa môn rất là lợi hại, thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài, ngài nhất định sẽ được khỏi bệnh. Nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa vời các vị tu hành khác. Cái chết của quốc vương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đối một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các khanh nói như vậy, ta cảm thấy trong lòng được nhẹ nhàng. Vậy thì hãy mời vị tu hành tên là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài. Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư ngoại đạo, toàn là những người tu hành phẩm chất cực cao trong thời bấy giờ. Vua A Xà Thế tuy rằng có siêu lòng nhưng vẫn không chịu mời bất cứ người nào tới. Và người thứ bảy tới thăm đó là Y Sư Triều Bà. Triều Bà cũng là thân thuộc của A Xà Thế, lúc còn trẻ cũng là một y sư có danh tiếng. Những lời các đại thần nói cũng chỉ là sự an ủi nhất thời để lừa gạt ngài, đừng có để bị mê hoặc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Có lẽ như vậy cũng không sai. Nhưng mà Quốc Dương à, thực sự ngài đã phạm một đại tội. Việc này là việc không nên làm. Cho dù trốn tránh thế nào, tội vẫn là tội, không có thể tiêu tan, ngài có biết không? Ta đã hết cứu chữa rồi. Vẫn còn cứu được. Hả? Quốc Dương, bây giờ ngài bị trọng bệnh, hoàn toàn đều do nỗi nhất tâm của ngài đang quở trách chính mình, hối hận và ăn năn mà làm ra. Cho nên ngài vẫn còn cứu được. Ta vẫn còn cứu được sao? Đúng vậy. Thế Tôn mà, ngài cũng đã từng nói, có hai con bạch hổ đang giải cứu người. Một là sám, cái còn lại là hối. Sám có nghĩa là trong nội tâm đã tự mình biết xấu hổ, không có làm việc ác. Còn về hối là biểu hiện bên ngoài, khiến người không có làm việc ác. Chỉ có lúc hai thứ này nhập lại thì người mới có thể trở thành người vẹn toàn được. Cho nên bất luận đã phạm tội gì, chỉ cần có tấm lòng sám hối thì con đường giải cứu nhất định sẽ rộng mở. Những lời khanh nói khi nãy là những lời mà Đấng Thế Tôn nói hay sao? Không sai. Quốc Dương, ngài đã thều thào nói bất cứ danh y tu hành nào cũng không thể trị lành bệnh cho ngài. Nhưng mà theo thần thấy, Thế Tôn là người duy nhất có thể trị lành bệnh cho ngài. Cho nên Quốc Dương à, xin ngài hãy lập tức đi thăm viếng Thế Tôn. Nhưng mà ta đã mượn binh lính của Đề Bà Đạt Đa để đem đi giết Thế Tôn. Bây giờ ta không còn mặt mũi nào gặp ngài. Ta thấy ta không còn hy vọng gì. Ta thấy xấu hổ quá. Đừng có do dự. Hả? Là người nào? Hãy làm theo lời của Triều Bà đi.
Ngươi là ai? Phụ thân của quốc vương, ngài đang ở đâu? Này con, bây giờ hãy đi tìm Thế Tôn đi. Hả? Quốc vương, ngài hãy trấn tĩnh lại quốc vương à. Hãy trấn tĩnh lại quốc vương, hãy trấn tĩnh lại quốc vương à. Trong cánh rừng ở bên ngoài thành Dương Xá, Thế Tôn đã biết hết mọi việc. Nhất định phải giải cứu vua A Xà Thế. Trước lúc đó, ta không thể chết, không thể nhập vào Niết Bàn. Vì vị quốc vương đó, ta cần phải sống lâu hơn nữa. Bên trong cung điện, vua A Xà Thế lúc này đã gần bị tắt thở. Bây giờ Thế Tôn tập trung tinh thần lại, đã thâm nhập vào hành trình Nguyệt Ái Tam Muội. Nguyệt Ái Tam Muội cũng giống như là ánh trăng hiền hòa chiếu sáng khắp nơi, không phân biệt thân phận giàu nghèo, chức nghiệp. Lòng từ bi của Phật đã rất công bằng để bao che hết mọi người. Ta đã thế nào? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Quốc vương, sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục, ngài đừng lo lắng nữa. Nhưng mà khanh có biết ánh sáng đó từ đâu bay tới không? Là do Thế Tôn đã đưa tới. Chính là nhờ sự trị liệu của ánh sáng đó mà bệnh của quốc vương đã hồi phục. Thì ra là vậy. Tất cả hãy nghe đây, khi nào trời sáng sẽ xuất phát đi bái kiến Thế Tôn. Triều bà, khanh cũng qua đây. Đón tiếp vua A Xà Thế chính là Thế Tôn, vì A Xà Thế mà thuyết pháp. Bản thân ông có tội, phụ hoàng ông có tội, nhưng mà phụ hoàng ông đã sám hối rồi, cho nên ông ta không bị lọt vào địa ngục và còn được cứu. Bây giờ ông đã sám hối bừng tỉnh trở lại. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, sao lại không có đạo lý để được cứu chứ? Nghe tới đây, vua A Xà Thế vui mừng tới bật khóc. Cách đây không lâu, Thế Tôn đã trị được quái bệnh để cứu được thân xác của vua A Xà Thế, lần này giải cứu cả tâm hồn của quốc vương. Đề Bà Đạt Đa, đại sư quốc vương đã bỏ rơi chúng ta rồi, hướng về Thế Tôn. Đại sự đã hỏng, sau này chúng ta biết làm sao đây? Yên tâm đi, quốc vương nhất định sẽ trở về bên cạnh của ta. Đệ tử của Thích Ca sẽ có ngày quy phục ta. Các người cứ đợi mà coi. Có thiệt không vậy? Các người hãy yên tâm đi. Thế Tôn sẽ đi ngang qua đây, đừng để cho thất bại, có biết không? Chỉ được thành công mà thôi. Sao lại như vậy chứ? Chạy đi. Không cần phải sợ hãi. Chạy đi. Trời ơi. Đừng có thô bạo, đừng quên đi bản chất ôn nhu của mình.
Âm mưu giết chết Thế Tôn của Đề Bà Đạt Đa lại bị thất bại. Người đã nhìn thấy lực lượng của Thế Tôn rồi chưa? Đây, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao? Thật là ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Có người nói thần thông của ngài không bằng Thế Tôn. Bọn họ nói muốn đi làm đệ tử của Thế Tôn. Nghe nói vậy con phải làm sao đây hả? Sư phụ à, chúng ta địch không lại bọn họ, bây giờ phải làm sao đây? Thật là đáng ghét. Thế Tôn chẳng qua cũng chỉ là người thôi. Thân thể của ông ta bị thương cũng sẽ bị chảy máu, bị đá đè lên cũng sẽ bị thịt da nát tan. Sự việc này à, hôm nay ta nhất định sẽ để cho các người nước mắt mà nhìn thấy. Thế Tôn, lần này ta nhất định ngươi phải chết. Tảng đá sắp rớt rồi, mau núp đi. Thế Tôn hãy cẩn thận, hãy cẩn thận nghe. Các ông cứ yên tâm đi. Thế Tôn, chân của ngài truyền vào. Dạ. Sao rồi Thế Tôn, có đau lắm không? Không, dù là bất cứ việc gì cũng không thể hại được ta đâu. Đề Bà Đạt Đa, các người đã nhìn thấy rõ rồi chưa? Hả? Sao lại như vậy? Các người thấy đó, chân của Thế Tôn bị hòn đá rơi xuống chảy máu rồi kìa. Cho dù hắn là người như thế nào đi nữa thì cũng không cần phải sợ hắn như vậy. Hãy nghe theo lời của ta. Ngươi dừng tay. Thưa Thế Tôn, hắn đã ba lần muốn lấy mạng của ngài đó. Này Quốc Vinh, hãy mau cất kiếm vào đi. Bất kỳ oán hận và hành vi ác nào cũng không thể làm tổn hại được ta. Đề Bà Đạt Đa, ông đích thực đã làm việc ác, nhưng mà ông càng làm nhiều việc ác lại càng củng cố hiệu quả thuyết pháp của ta, và pháp do ta truyền sẽ giải cứu được thêm nhiều người nữa. Vì bọn họ mà mở ra con đường được giải cứu, chỉ dựa vào việc này cũng đã giảm bớt được tội của ông rồi. Các ông đều không được ra tay, có biết không? Hả? Đúng là một con người vĩ đại biết bao. Đây mới chính là thực sự là sư phụ của chúng ta đó. Đi thôi. Sư phụ à, sư phụ, con xin bái ngài làm sư phụ. Các người muốn đi đâu vậy? Đứng lại. Đứng lại. Sư phụ. Sư phụ à. Sư phụ. Ta đang ở đây, hãy trở về với ta. Thank you.
Không lẽ như vậy là đã hết rồi sao? Ta không thể thua như vậy. Ta không thể thua như vậy. Các người hãy chờ mà coi. Hãy chờ mà coi. Địa Bàn Đạt Đa sau đó vẫn không nản lòng, vẫn còn muốn giết chết Thế Tôn, cho nên cuối cùng phải lọt vào địa ngục. Còn vua Asathế cũng giống như Tần Bà Sa La, đã thường nghe lời thuyết pháp của Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, tiếp tục bảo vệ Phật giáo, giúp đỡ Phật giáo. Love.